Xin giới thiệu với anh chị em và quý khách hàng, công ty IoT Minh Hoàng xin giới thiệu với khách hàng cái khóa cửa điện tử thông minh Cadac S500C, nay là lắp cho cửa gỗ. Khóa này thì có các phương thức mở khóa là vân tay, đây vân tay, mật mã, thẻ từ và chìa cơ, đây thẻ từ và chìa cơ. Khóa này thì cài đặt được 100 vân tay, 100 thẻ từ và 10 mã số. Đây, em thực hành luôn bằng thẻ từ. Đây, bên trong của khóa thì có chốt riêng tư và chốt anh toàn nhé. Chốt riêng tư và chốt anh toàn. Đây là bên trong của khóa Cadac S500C, khóa của Đức. Đây là có ba cái chốt là chống cắt này. Khi mà mình đưa cắt vào đây nó sẽ trơn này, nó xoay tròn là chống cắt. Đấy, rất là an toàn.